Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liên. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 8 bài 4. Trang 38 đến trang 48 sách giáo khoa, văn bản là Lão Hạt. Thì vì cái lý do thời gian nên cô không có thể mà đọc được cái văn bản này. Thì các em hãy mở sách, tự mở sách ra. Sách giáo khoa bắt đầu từ trang 38 để đọc cái tác phẩm Lão Hạt này. Rồi sau đó mình sẽ cùng xem cái phần tìm hiểu bài. Thì ở đây cô chỉ có tóm tắt tác phẩm Lão Hạt để chúng ta nắm rõ hơn. Thì tác phẩm Lão Hạt này là một nông dân nghèo. Vợ mất sớm, con trai không có tiền lấy vợ nên quẫn trí bỏ đi làm đồn điền cao su. Lão sống cô độc, nghèo khổ với một chú chó tên là Cậu Vàng làm bạn. Sau một trận ốm, lão không đủ sức làm thuê như trước, thì quá cùng đường, lão đã ra quyết định đau đớn là bán Cậu Vàng. Rồi lão đem tiền và mảnh vườn để lo trước tiền ma chay gửi ông giáo, người trí thức nghèo hay sang nhà lão. Lão nói dối Vinh Tư là làm nghề trộm chó, rằng xin bả chó bắt con chó hay vào vườn, nhưng thực ra là tự kết liễu đời mình. Và Lão Hẹp đã chết trong dữ dội, trong quần quại, không ai hiểu nguyên nhân ngoại trừ Binh Tư và ông giáo. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu bài. Câu 1. Diễn biến tâm trạng của Lão Hạt xung quanh việc bán Cậu Vàng, qua đó em thấy Lão Hạt là người như thế nào? Thì qua cái diễn biến tâm trạng thì chúng ta thấy Lão Hạt là một người, tình cảm của Lão Hạt dành cho Cậu Vàng là trân trọng, gọi chó là Cậu Vàng, làm bạn với Cậu Vàng để khuây khỏa, đối xử với Cậu Vàng như đối xử với con cháu, cho ăn trong bát, gấp thức ăn cho, chửi yêu, cưng nựng. Tình thế khốn cùng buộc Lão Hạt phải bán Cậu Vàng. Sau trận ốm cộng với cơn bão đi qua, tình cảnh của Lão Hạt đói gieo, đói dắt. Diễn biến tâm lý sau khi bán Cậu Vàng là cố làm ra vui vẻ nhưng đôi mắt ẩn ẩn nước, miếu máu như con nít. Lão Hạt đau đớn dằn dặt vì quá thương Cậu Vàng và cảm thấy tội lỗi, tệ bạc khi lừa một con chó. Thì cho thấy rằng Lão Hạt là một người rất là hiền lành, sống tình nghĩa nên lão cảm thấy đau xót, dằn dặt lương tâm khi bán Cậu Vàng. Hai, em hiểu thế nào về nguyên nhân và cái chết của Lão Hạt? Qua những điều Lão Hạt thu xếp nhờ cậy ông giáo rồi sau đó mới tìm đến cái chết, em suy nghĩ gì về tình cảm và tính cách của Lão Hạt? Lão Hạt rất nghèo, lại già yếu, ốm đau, không thể làm thuê để kiếm ăn được nữa. Tuy có mảnh vườn và dành dụm được món tiền nhỏ từ việc bón vườn, nhưng lão quyết định dành cả cho đứa con trai. Lão chỉ ăn củ khoai, củ chuối sống qua ngày. Trong hoàn cảnh ấy, lão quyết định tự tử, một quyết định âm thầm và quyết liệt. Trước khi tự tử, lão đã nhờ cậy ông giáo đứng tên trong nơi mảnh vườn để không ai tơ tưởng, nhờ ngó sau sẽ trao lại cho con trai. Vậy là đạo Lão Hạt chết để bảo vệ mảnh vườn cho anh con trai mà lão tin sớm sẽ trở về. Đó là sự hy sinh cảm động của người cha. Vì rất tự trọng, lão dù có chết đói cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khi quyết định tự tử, cùng với lòng tự trọng rất cao và nhân cách hết sức trong sạch, lão không muốn làm phiền
Lỵ hàng xóm nên đã gửi ông giáo tiền và làm ma chay sau khi ông chết. Thì qua quyết định tự tử để rồi chết một cách đau đớn, có thể thấy những phẩm chất cao đẹp của lão, yêu thương con hết mực, lòng tự trọng hiếm có, thể hiện cái ý thức nhân phẩm cao. Ba, em thấy thái độ tình cảm của ông giáo đối với lão Hạc như thế nào? Thì khi nghe chuyện lão Hạc muốn bán chó thì dửng dưng thờ ơ. Khi lão Hạc khóc vì bán chó thì cảm thông, chia sẻ, muốn ôm choàng lấy lão mà khóc, muốn giúp đỡ. Khi nghe Vinh Tư kể lão Hạc xin bả chó, nghi ngờ, thoáng buồn. Khi chứng kiến cái chết của lão Hạc thì kính trọng nhân cách, tấm lòng con người bình dị. Ông giáo đã trở thành người bạn tâm giao của lão Hạc, ông hiểu sâu sắc và đồng cảm kính trọng lão Hạc. Câu 4. Khi nghe Binh Tư cho biết lão Hạc xin bả chó để định bắt một con chó hàng xóm, thì ông giáo cảm thấy cuộc đời quá thật đáng buồn. Nhưng khi chứng kiến cái chết đau đớn của lão Hạc, ông giáo đã nghĩ, không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một kiểu khác, theo một nghĩa khác. Thì ở đây em hiểu cái ý nghĩa đó của nhân vật tôi như thế nào? Thì khi nghe Binh Tư nói nhân vật tôi bất ngờ, hoài nghi, cảm thấy thất vọng. Nhân vật tôi nhanh chóng cảm thấy chán ngán người trung thực, nhân nghĩa như lão Hạc, lại nói vót Binh Tư. Buồn vì cái đói nghèo có thể làm tha hóa nhân cách của con người. Cái đói nghèo có thể biến lão Hạc trở thê nên tha hóa như Binh Tư. Sau đó chứng kiến cái chết dữ dội của lão Hạc, ông giáo đã thấy buồn ở cái khía cạnh khác, hóa giải được sự hoài nghi trong lòng nhưng lại thấy buồn, xót xa vì người sống tử tế và nhân hậu trung thực như lão Hạc là phải chọn cái chết đau đớn dữ dội. Tiếp theo câu 5. Câu 5 là đặc sắc nghệ thuật của truyện Lão Hạc. Thì cái hay, cái hấp dẫn ở truyện là nằm việc miêu tả tâm lý nhân vật và cách kể chuyện. Diễn biến tâm lý của Lão Hạc là xung quanh chuyện bán chó. Sự thay đổi thái độ tình cảm của ông giáo từ dửng dưng đến cảm thông, chia sẻ và kính trọng. Cả hai nhân vật đều có vẻ đẹp của nhân cách phẩm giá, dù họ có nỗi khổ riêng. Lão Hạc thì giàu lòng, giàu tình thương, lòng tự trọng và trung thực. Ông giáo thì tử tế, biết chia sẻ, đồng cảm. Nhân vật tôi kể dẫn dắt câu chuyện nhưng lại nhập vai vào các nhân vật khác, nên tác phẩm có nhiều giọng điệu chứ không đơn điệu. Rồi tiếp theo câu 6. Em hiểu thế nào về nhân vật tôi qua đoạn văn sau? Chao ôi, đối với những người bên ta, nếu ta không cố gắng mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bị ổi. Toàn những cái cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương. Thì đây là những cái phát hiện sâu sắc mang tính triết lý.
phải thật sự am hiểu, trân trọng con người, khám phá những nét tốt, đẹp của con người. Con người chỉ bị những đau khổ che lấp đi bản tính tốt đẹp, cần phải cố tìm hiểu, cần phải đặt mình vào cái hoàn cảnh, vào vị trí của người khác để hiểu, cảm thông và chấp nhận họ, là cách ứng xử nhân hậu, tình nghĩa xuất phát từ tinh thần yêu thương con người. Bảy, cảm nhận về cuộc đời và tính cách của người nông dân, xã hội cũ và động trích Đất nước vỡ bờ và Truyện ngắn Lão Hạc. Thì cuộc sống của người nông dân trước cách mạng tháng 8 bị bóc lột, bần cùng hóa, đói nghèo, thiếu thốn. Cuộc sống eo hẹp dần tới kiệt quệ và bế tắc. Rồi họ có những cái phẩm chất đáng quý, đó là sự trong sạch, lương thiện, giàu lòng yêu thương. Họ sẵn sàng chết, phản kháng lại để giữ phẩm chất, phẩm giá cao quý của mình. Và trong cái người nông dân luôn tiềm tàng sức mạnh của tình cảm có thể phản kháng lại những cái bất công. Rồi tiếp theo thì tác phẩm này bố cục gồm có 3 phần. Phần 1 là từ đầu đến nó thế này ông giáo ạ. Sự day dứt dằn vặt của ông lão hạt của lão hạt khi bán con vàng. Phần 2 là phần tiếp theo đến một thêm đáng buồn lão hạt gửi gắm tiền bạc trong nơm nhà cửa. Phần 3 là phần còn lại cái chết của lão hạt. Thì nội dung chính của cái tác phẩm này là tác phẩm đã tái hiện số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất tiềm tàng của họ. Như vậy đến đây thì các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn tám về tác phẩm Lão Hạt. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.